kính chào các thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Tên em là Lê Thị Quỳnh Trang, học sinh lớp 2A4, trường tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Kính thưa các thầy cô, Hồ Chí Minh, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, cuộc đời Bác là một cuộc đời cao đẹp. Bác cũng là tấm gương sáng về những đức tính đáng quý của một vị anh hùng dân tộc, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc. Một trong những đức tính cao đẹp đó chính là quý trọng nhân dân. Sinh thời, Bác thường nói không có nhân dân là không có Bác. Những câu chuyện về Bác luôn mang tính giáo dục cao với những ý nghĩa sâu sắc. Hôm nay, đến với cuộc thi, em mang đến câu chuyện Bác quý trọng con người. Bác là người rất quý trọng nhân cách con người, dù người đó là ai, tầng lớp nào. Bên Bác dẫu một lần ai cũng cảm thấy giá trị của cuộc đời được nâng lên. Bác không bao giờ nói cho, mà chỉ nói yêu cô, yêu chú, tặng cô, tặng chú. Có lần đến thăm bà con nông dân, có các cụ già đến nghe Bác nói chuyện, không có ghế phải ngồi xuống đất. Bác bảo tìm ghế cho các cụ ngồi. Khi tập trung nói chuyện với nhân dân, các đồng chí cán bộ thì ngồi gần Bác, còn các cụ thì ngồi phía sau, xa chỗ Bác đứng. Bác trực tiếp sắp xếp lại, Bác mời các cụ lên ngồi gần Bác, rồi Bác mới bắt đầu nói chuyện. Qua câu chuyện này, em mong muốn các bạn của em hãy học tập đức tính cao đẹp này của Bác, để chúng ta càng thân thiện với nhau hơn. Câu chuyện của em về đức tính cao đẹp và lòng quý trọng nhân dân của Bác đến đây là kết thúc. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đã lắng nghe.